quen con á là ông này giống như là hả người yêu ở 6-3 tỉnh thành đó cô. Ôi cuối cùng ông chọn Thành phố Hồ Chí Minh đó cô. Vậy hả, trong quá trình mà hai đứa yêu xa thì chắc chắn là người yêu của còn liên lạc hay gì đúng rồi cô. Đúng. Con là con được hơn một cái là anh chị em của anh này rất là quý con. Con phát hiện là do anh trai họ của anh này chụp hình báo con. Vâng. Con sinh năm 1991, hiện tại thì con đang là một nhà sáng tạo ở trên nền tảng YouTube. Rồi, mời con. Dạ, xin chào chú Quốc Thận và xin chào cô Hồng Vân. Xin chào quý vị khán giả. Con là Nguyễn Hữu Ái, sinh năm 1992, thua vợ con 1 tuổi. Lái máy bay ạ. Dạ vâng. Máy bay. Hiện tại con đang là phóng viên của kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam. Vậy hả? Hai đứa coi như là cũng hỗ trợ qua nhau về ngành nghề đúng không? Dạ 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 đúng rồi, chính xác. Nhưng mà chắc có lẽ là hai đứa chắc cũng gặp nhau đoán đi nè. Trong một lần coi như là anh này anh đang làm chương trình căng thẳng quá, ảnh mới ra ảnh cầm một cái điện thoại, ảnh mở vô một cái trang YouTube coi vợ chồng son hay coi bạn muốn hẹn hò gì đó, xong cái anh nhìn thấy coi như là giới thiệu đề xuất một video clip của con bé nào đẹp quá, con bé Vân Vân, thế là anh follow và follow, sau đó là ảnh cua cô bé này luôn, đúng không? Dạ không đúng lắm, dạ không đúng lắm đó. Con kệ đi. Lần đầu tiên các con gặp nhau như thế nào? Dạ thật ra thì tụi con gặp nhau ở truyền hình Quốc hội. Ngày xưa con làm biên tập viên. Vậy là đồng nghiệp đúng không? Dạ đầu tiên là đồng nghiệp. Hồi xưa cái mô hình của truyền hình Quốc hội là phóng viên của các tỉnh thành. Thì con phụ trách Thành phố Hồ Chí Minh. Còn chồng con phụ trách tỉnh An Giang. Dạ nhưng mà có một ngày là tất cả những cái xe ô tô của truyền hình Quốc hội sẽ phải lên Thành phố Hồ Chí Minh để gắn GPS. Dạ định vị xe đó. Thì chồng con đem xe lên. Thì lúc đó là anh em báo chí, anh em trong truyền hình gặp nhau. Kiểu như là mình phóng viên rồi mình nói chuyện qua lại thôi. Thì lúc đó ảnh nói tia là tia con đúng không? Dạ ảnh nói là ảnh tia con. Nhưng mà lúc đó anh tự nói luôn hả? Nói em ơi anh sau tia em. Sau này ảnh mới kể vậy á. Chứ lúc đó con có người yêu rồi, con có quan tâm tới ảnh. Dạ Ái ơi, nhưng mà ở trong đài truyền hình sẽ có rất nhiều cô gái, tại sao con lại tia cô này chứ? Trước khi lên Sài Gòn á là bọn em ở dưới tỉnh á, và mấy anh ấy thì bảo là ở Sài Gòn có một cô MC xinh lắm, cũng kiêu kỳ cũng khó gầm lắm, nên là em thử lên em tán thử xem có đổ hay không. Đó là một lời thách thức và cũng là vừa đùa nhau á. Thì sau khi lên thì em gặp Vân thì Vân cũng tiếp đón như mọi người khác thôi. Vân rất là nhiệt tình, sôi nổi, mà nhậu cũng rất là được, tiếp cả cái đội đồng bằng sông Cửu Long luôn mà anh. Lần đầu tiên Vân gặp mà bạn Ái thì cái cảm giác của Vân như thế nào? Thật ra là con thấy chồng con á là hơi lai lai, kiểu cũng hơi lai lai Ấn Độ, nhưng mà ảnh không phải gu con, tại ảnh hơi lùng. Anh hơi lùng so với con. Nhưng chân... có nghĩa là cũng không có, có nghĩa là chỉ nhìn thoáng qua thôi, chứ không có để ý gì cả. Dạ đúng vậy rồi. Vậy thì chắc có lẽ là bên này sẽ là tìm cách để kèo mà dưới. Tấn công cô này. Bên đây là kèo dưới nè. Đó. Là đổ trước nè, đúng không? Đúng không? Dạ, không, thực ra lúc đấy con cũng đang có người yêu. Tức ghê ông cô. Mà chủ yếu là tại vì bị lời thách thức kia, với lại là nhìn gặp cũng thấy xinh quá, nên xinh là cũng mà cố thử là... xem thế nào. Sau lần đó thì con xin Facebook rồi xin số điện thoại, là cũng như là đồng nghiệp bình thường. Sau đó thì hình như là cãi nhau với người yêu, nên là người ta tút trên Facebook là tâm trạng buồn. Thế là con chạy vào con hỏi han cơ hội của mình là đến rồi, đây là con tấn công ngay lúc đấy. Đến khi nào thì ảnh mới tỏ tình? Sau đó có một cái chị đồng nghiệp làm cùng với vợ con, thì chị tạo điều kiện là chị đặt một cái vé là xem kịch. Cho hai chị em đi. Nhưng mà chị ấy lại âm thầm chị ấy gọi cho con bảo là em đi lên đi chơi với Vân đi. Để con kể khúc đó cho cô là tại vì hả, thật ra là gì nè, không có đơn giản là chị đó đặt đâu, mà tại vì ổng làm cho con giận. Xong rồi cái ổng lên Sài Gòn, nhưng mà ổng nói dối con là ổng đang ở An Giang. Cái con nói chắc chắn là ổng nói xạo tôi rồi, ổng đang ở đâu, ổng không nói là không nói. Là con rất là giận luôn. Cái tối đó con quyết định là con đi coi kịch. Thì con tới là con đã thấy ổng là cầm một bó hoa hồng, 11 bông. Trước khi mà vở kịch bắt đầu á thì ông mới nói là làm bạn gái anh nha, ông tỏ tình con. Xong cái kiểu con cũng kiểu như thấy bất ngờ á, kiểu mình rất là bất ngờ, mình cũng hơi xúc động cái đoạn đó. Cái con im cho ông nắm tay, con cũng gật đầu nhẹ thôi, cũng khoái, nhưng mà mình chưa có nói đồng ý. Sau đó nha cô, ý là con đang hạnh phúc, kịch nó bắt đầu rồi, thì kịch nó sẽ có những cái đoạn á cô Vân, là chú Thuận nó hay kiểu như chuyển cảnh thì nó sẽ tắt đèn tối và nó tắt âm thanh luôn. Con nghe tiếng ngáy của ông cô, Ủa mệt quá đó con, chắc chạy đó, nhưng mà ông ngái lớn lắm cô, có nghĩa là tự nhiên cái tất cả mọi thứ nó chùm xuống rồi tự nhiên lên. Trời ơi con quê mà con không biết,
cưới con quá lắm luôn. Nhưng mà cho chú hỏi này là con ngủ suốt vở diễn luôn hay là tới giải lao rồi con giật mình thức dậy? Dạ lâu lâu bị đập dậy ạ. Con cứ ơi bóp cái lại hay là ngái nhỏ hay gì cực quê. Nhưng mà hết vở diễn đó thì con có đồng ý là bạn gái của anh không? Dạ có, thấy tội chứ. Thấy tội đúng không? Dạ thấy cũng nhiệt tình, thấy cũng thương con. Lúc đó là hai đứa là chính thức yêu nhau. Dạ. Rồi yêu xa. Dạ yêu xa. Yêu xa bao lâu? Yêu xa chắc cũng nửa năm thôi à. Dạ. Rồi xong ảnh mới xin lên Sài Gòn. Mà trong quá trình đó thì có giận hờn, có ghen không? Dạ ghen thì bên này ghen nhiều hơn thì đó. Con ghen... chỉ ghen với một người duy nhất là người yêu cũ thôi. Dạ. Người yêu cũ là ở An Giang đúng không? Dạ không ạ, người yêu cũ của con là ở tít ở ngoài Bắc cơ. Dạ. Như vậy là xa, quá xa luôn. Dạ, trước vâng. khi quen con á là ông này giống như là hả, người yêu ở 6-3 tỉnh thành đó cô. Ôi. Cuối cùng ông chọn thành phố Hồ Chí Minh đó cô. Dạ. Vậy hả? Trong quá trình mà hai đứa yêu xa thì chắc chắn là người yêu cũ còn liên lạc hay gì. Đúng rồi đó, đúng không? Con là con được hên một cái là anh chị em của anh này rất là quý con. Con phát hiện là do anh trai họ của anh này chụp hình báo con. Hay quá. Anh nói Vân ơi, tao thấy ai đi với nhỏ nào không phải mày. Trời ơi, con gọi ổng khoảng 100 cuộc. Ổng đâu có nghe, con gọi số 9 ổng không nghe, con gọi số phụ ổng lại càng không nghe. Mà hả, số phụ ổng để tên con là tên Hùng quay phim. Hùng quay phim. Chứ không có để tên Hùng quay phim, để tên con. Thôi, ủa tại sao lại có cái chuyện như vậy? Tại vì lúc đó nó không biết làm sao nữa anh ạ. Bí quá rồi nên là mình cứ phải làm liều thôi ạ. Nhưng mà lúc đó là em vẫn còn có một gì đó với cô bạn gái cũ hay sao? Dạ lúc đấy tại vì cũng đang vừa thương cả hai bên. Trời ơi. Tức là ngay lúc đó là con chưa có thể quyết định được mà con vẫn là bỏ thì thương, Vương thì tội đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Rồi sao giải quyết sao nè? Dạ sau đó là anh kể cái chuyện đó cho cô chú nghe đi. Tức cái đêm đó là Vân gọi cho con khoảng tầm hơn 100 cuộc điện thoại. Con không nghe. Sau đó Vân gửi cho con một cái email thì viết là anh như thế là không được, cái này dài lắm nên là con cũng không nhớ nữa. Thế là sau hôm đó thì có một chị đồng nghiệp của con ở ngoài Hà Nội, chị bảo là thôi em đi ra đây gặp Vân nói chuyện một lần, một là xác định là chia tay, hai là hai đứa yêu nhau. Thì sau hôm đó thì em lại bay ra Hà Nội, em gặp Vân thì hai đứa nói chuyện qua lại thì em xác định là thôi chia tay cái bạn ở ngoài Bắc. Vậy là hai đứa lại chia tay bao lâu thì mới quen lại? Chia tay thì sau đó tầm khoảng cũng ngắn à. Dạ mà lúc đó là ảnh nỗ lực dữ lắm, xin phép qua nhà bố mẹ con luôn. Vậy thì con có ra ngoài quê của ảnh để mà gặp ba má anh không? Dạ có. Rồi ra ngoài đó có khác biệt gì về vùng miền hay không? Dạ có. Trời ơi, cái chuyện mà con về quê ảnh là một cái câu chuyện rất là kiểu như là một cái một sang trang mới luôn. Quê chồng ở đâu? Quê chồng dạ, ở đâu? Ở Hà Tĩnh. Vậy là nếu mà đúng vùng miền luôn là nói mạnh người nào người đó nói đó, đúng không? Con không hiểu một cái gì đó cô Vân, con không hiểu. Cả nhà ảnh ngồi chung quay quần nói chuyện với nhau và cả nhà ảnh cười lên. Cái con cũng cười nhưng mà con không hiểu một cái gì hết, kiểu là mọi người cười lớn thì con cười lớn, cười mồi đó. Dạ mọi con cười hùa, cái mọi người cười nhỏ cái con cười nhỏ lại, nhưng mà tối con hỏi lại cái anh kể lại con cười lại lần nữa. Là sao? Có nghĩa là con hiểu câu chuyện đó một cách thực tình rồi đó, có nghĩa là con thực chất là con hiểu được rồi đó. Có những cái từ vựng mà con bây giờ con mới thật sự biết luôn, ví dụ như là cái trốt đâu, cái trốt đâu, cái trốt là nhất cái đầu. Cái gì? Đâu cái trốt là nhất cái đầu. Đâu cái trốt là nhất cái đầu. Cái này giờ chị mới biết luôn á. Còn một cái nữa cô, cái trụ cùi. Trụ cùi? Trụ cùi. Cái chỗ cuối hả? Trụ cùi. Trụ cùi là cái chỗ cùi là cái cành sao mông. Cùi tay này. Ủa cùi tay hay sao mông? Con tưởng là cái sao mông nhưng mà nó là cái này nè. À cái cùi lói á. Dạ. Cái cùi lói á. Cái cùi lói á. Dạ. Nhưng mà nhà của con là ưng vợ con liền không? Đây là cô thứ hai dắt về nhà. Nên là cô thứ nhất là bị không có chịu á. Dạ. Cô thứ hai về dắt về thì bố mẹ với là bà đồng ý. Nhưng tại vì bà nội là người khó nhất, bà đồng ý rồi thì mọi người cũng đều là dễ. Như vậy sao chuyến đi đó là về là cưới liền luôn hay là bao lâu mới cưới? Dạ chuyến đi đó về thì con được cầu hôn. Là tầm khoảng nửa năm. Dạ hơn nửa năm. Rồi như vậy là cưới cho tới bây giờ là bao lâu rồi? Con cưới là 2018. Thì là 3 năm. Dạ. Sang năm thứ tư rồi đó. Con có một em bé chuẩn bị 2 tuổi. Tuổi rưỡi rồi. Rồi bây giờ tới cái phần mà quan trọng nè. Con coi vợ chồng son con cũng biết rồi đúng không? Dạ. Cái phần mà vạch mặt cái người đối phương đó, đó. Con rất thích phần con này. Con là người đăng ký tham gia chương trình này đúng không? Dạ con muốn vậy gì con trời ơi chồng con á có một cái tính đó là ảnh rất là thích nhậu, ảnh nhậu dữ tợn lắm, có nghĩa là hả? Tại vì ảnh quá nhiệt tình đi, cái tính của ảnh là ai rủ cái gì á ảnh cũng sẽ đi hết. Với lại thêm một cái nữa là bạn bè của ảnh là giống như là tứ hải gia huynh đệ với bốn phương là bạn. Và ảnh nhậu một cái là nhậu cũng hết sức
cho nên là con hay quạo. Mà tính của ổng thì lại kiểu nhây lầy cực nhã cô chú, không có kiểu giống như là nghiêm túc đâu. Con mà quạo cái ông gì ổng chọc cho quạo hơn. Ảnh thì ảnh ít chia sẻ công việc của ảnh cho con lắm. Đối với ảnh là nhiều khi những cái việc làm ngoài của ảnh con không có biết, cho nên là hả, có nói ra cho con cũng không có chia sẻ được nhiều. Anh không nói cái ảnh tự stress, cái ảnh im, cái ảnh con nói anh không có phản ứng, mà con không thích vậy. Có nghĩa là mình làm gì mình cũng phải được nhận cái sự phản ứng của đối phương á. Có một lần đang ăn cơm mà kiểu như ảnh rất là nhây, ảnh con hỏi anh không trả lời, mặt ảnh nhăn nhăn nữa, khó chịu nữa. Con tức quá con đập chén. Con hơi dữ chút. Sao ảnh sao? Ảnh hốt lên rồi. Quýnh luôn. Một cái bóp luôn. Còn có quýnh lại không? Dạ không. Khóc quá. Quýnh sao lại? Quýnh sao lại? Mà tại vì ảnh làm cái hành động đó là tại vì ảnh bị ám ảnh. Là trong quá khứ đã từng diễn ra cái hành động đó rồi và ảnh bị sợ cái hành động đó. Cho nên là cái phản ứng này của ảnh là giống như là để tự vệ. Dạ, bản năng thôi. Nhưng mà con cũng không vừa. Có nghĩa là ảnh đánh con xong con tức quá, con khóc quá. Mà con từ đó đến giờ là chưa đánh con hết. Đập thêm cái nữa, con đập thêm cái nữa. Đập cái nữa. Khóc quá trời, cái ảnh rén đỡ con lên. Hốt xong chạy lại. Xin lỗi vợ đúng không? Dạ xin lỗi vợ. Hết giận. Rồi đó là lần là nặng nhất. Nặng nhất. Đúng không? Dạo này thì bớt rồi. Sau cái vụ đập đó. Thôi giờ coi như bớt rồi, coi như là không tính nữa. À không tính nữa. Đã có cải thiện rồi. Dạ có cải thiện. Những cái tật xấu nào mà nó dí dỏm á. Có bày hài không? Có lượm thượm không? À có một cái chuyện này. Có nghĩa là ảnh, cái tính của ảnh là ảnh bị chậm chạp. Có nghĩa là ảnh cái lúc nào mà ảnh lanh thì ảnh lanh dữ lắm, bị lanh chanh luôn. Nhưng mà cái lúc nào mà ổng chậm á thì là ổng trời ơi. Có nghĩa là ngày xưa nhà con á là ăn xong rửa chén liền, nhưng mà ảnh không có. Nên là ảnh ăn xong là ảnh sẽ ra ảnh nằm bấm điện thoại, ảnh nói là ai ăn xong phải để cho tiêu hóa. Xong ảnh tiêu xong cái anh ra anh uống nước ngọt, ảnh nói là phải tiêu nước ngọt. Xong rồi ảnh nói không ăn xong làm sốc hông. Ổng ngồi cả tiếng đồng hồ bấm điện thoại luôn. Là chiêu, cái này là chiêu rồi. Dạ. Là chiêu á. Cho nên là buổi tối lúc nào cũng bị ngủ trễ hết. Dạ, kiểu như vậy. Chắc có lẽ là vợ con không có tật xấu gì đúng không ấy? Dạ, vợ con ngoan lắm. Chả bao giờ làm gì cả của chú. Chả bao giờ làm gì cả của chú. Chả bao giờ làm gì. Dạ, tại vì cái tật này không xấu không đẹp mà tật kinh dị nha. Dạ, vợ con chỉ nấu ăn xong, xong rồi là bát, đũa là con rửa. Thứ hai là lau nhà lúc nào là mặc định là con. Không bao giờ đổ rác. Cho dù rác nó bẩn như thế nào vợ con cũng để đéo. Rồi còn gì nữa? Cằn nhằn nhỉ. Cứ nhai đi nhai lại một cái chuyện, ví dụ như con đi nhậu một bữa đi, cứ nhai đi nhai lại bảo sao hôm nay anh lại đi nhậu mà anh không báo trước. Chú có bao giờ ai đi nhậu mà phải báo trước 2 ngày không chú? Đây là phải xin phép trước 2 ngày mới được cho đi nhậu. Không phải, mình làm gì cũng có kế hoạch đó cô chú. Có nghĩa là để con biết tối ngày hôm đó anh đi, con rủ bạn bè con qua để con đỡ cô đơn, hay là con rủ bà ngoại qua, hay là em gái con qua để phụ con tắm rửa con, kiểu kiểu như vậy. Ảnh không bao giờ nói trước á. Ổng nhậu 6 giờ là tầm khoảng 5:30 mới báo. Em anh nhậu nha, hôm nay ai mời anh liếc không kịp đúng không? Con đâu kịp đánh gì đâu. Có nội quy ăn nhậu gì không? Dạ có chú. Cứ sau 12 giờ thì đóng tiền nhà gấp đôi. Cho nên ổng cũng khôn lắm cô chú. 11:59 mở cửa. Đúng canh đúng bon 11:59 mở cửa. Có khi là ổng làm gì, ổng đứng ở ngoài đó ổng làm gì á. Đúng 11:59 mở cửa. Có nhiều lúc là em tròn cổ đúng không? Dạ vâng, nhiều lúc tròn đúng không? Nghĩa là về rồi nhưng mà mình cứ ngồi ở dưới sảnh mình chờ tức một lúc. Tức lắm đó. Tiền tới rồi, cứ bon một cái mở rồi là bay. Ai ngờ ren xuống mở cửa. Dạ tức á. Rồi sao còn tật gì nữa không nè? Ghen sao này ghen. Dữ dội không? Ghen cái vụ này ghen mà. Ghen ạ. Vừa rồi là con nhắn tin trên Facebook á. Cho một cái bạn gái, không phải là bạn gái mà người con gái. Cái điện thoại của con nhắn tin thì nó sẽ hiện lên cả trong iPad. Thế là bà ở nhà, bà cầm iPad, bà ấy đọc được. Là cái bé đấy là bé tên là Vân Anh. Có một cái tin nhắn từ cách đây từ năm 2018 rồi. Là hỏi là em đang ở đâu, đã về nhà chưa. Thì hôm nay con lại nhắn tin thêm là 30 tháng 4 này em có về quê hay không. Tại vì đây là con chú đó, để về gặp nó. Thế là về đến nhà, hùng hồ bà ấy làm ầm hết lên, bảo anh vừa nhắn tin cho ai mà hỏi đi về đi nọ thế này thế nọ, xong rồi còn hỏi đang ở đâu nữa. Thế là hỏi ra mới biết là nhắn tin cho bé Vân Anh. Quê hả? Quê đó. Thì quê lúc cảm giác sao? Quê. Con cười giống vậy nè cô. Nhưng mà là chỉ có trận đó thôi đúng không? Dạ con chỉ ghen vậy thôi. Bây giờ thì Vân, con mong muốn ái thay đổi điều gì? Con mong là ảnh bớt nhậu, tại vì không phải là do con không thích ảnh đi nhậu, nhưng mà do ảnh cũng có bệnh. Cái nồng độ HB hơi cao một tí, đúng không? Dạ. Cho nên nó là cả có một khoảng thời gian anh ngưng rồi, nhưng mà chắc là do cái tính của anh nhiệt tình với anh thích.
mà anh nhậu đâu có một lần một tiếng đâu, nhậu 3-4 tiếng không à. Cái thứ hai nữa là con nghĩ là có gì thì cũng nên chia sẻ với con á, tại vì có thể là con sẽ không hiểu hết, nhưng mà ảnh nói ra thì ảnh cũng sẽ thoải mái hơn là anh để một mình. À, bây giờ con muốn vợ thay đổi điều gì? Con chỉ cần muốn vợ con là chăm chỉ thêm một tí xíu, và nhất là đừng có càm ràm nữa. Nhiều khi con nghĩ là con chia sẻ vợ con rồi, vợ con nó suy nghĩ tội nghiệp nó, đúng không? Dạ vâng ạ, tại vì có nhất là nhiều việc mà vợ không thể xử lý được mà bắt buộc mình phải xử lý, mà nói ra bà cũng không hiểu, mà bà lại suy nghĩ hơn là nữa, xong là nên là thôi thà một mình chịu đi để cho bà thoải mái, thì bà còn chăm con ở nhà nữa. Thì đó là đối phương đều nghĩ cho nhau hết á. Nhưng mà thực sự con biết không, kiểu mà cái tâm lý của những bà vợ á, ngộ lắm. Mình biết là mình không hiểu gì công việc của chồng hoặc là chồng đang làm gì, nhưng mà giống như là mình càng không hiểu được mình càng khó chịu, mình biết chồng mình đang bế tắc đó, nhưng mà bây giờ á mình không được cái sự chia sẻ đó, mình sẽ cảm thấy mình giống như người ngoài cuộc á, con biết không. Đó, thành ra là theo cô á, con không cần phải nói hết, tại vì nói hết vợ con cũng hiểu, nhưng mà con chỉ cần nói. Chúng ta xuất hiện đi. Mấy tháng rồi cưng? Dạ được 8 tháng rưỡi. 5 tháng rưỡi hả? 8 tháng rưỡi. Trời ơi, như vậy là mình... Vậy là sắp rồi đó hả? Thì ơi, mình mời tới 3 người lận chứ không phải là 2 người. Đúng rồi. Trước tiên là xin thay mặt chương trình coi như là chúc mừng hai vợ chồng em. Sắp tới ngày khai hoa nở nhụy rồi. Rồi, bây giờ mời hai vợ chồng giới thiệu về mình nào. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận, chào các bạn khán giả. Chào con tên là Hoàng Thế Long, năm nay con 30 tuổi. Con hiện tại sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp con là kinh doanh tự do. Dạ, con chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Con tên là Phùng Thị Ngọc Thủy, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay là con 25 tuổi, con hiện tại là kinh doanh tự do, hai vợ chồng con nằm chung. Hai chung chung shop Dạ. Bây giờ bắt đầu kể cho chú nghe coi cái cơ duyên nào các bạn biết nhau và tình yêu của các bạn nó đến như thế nào. Dạ là tụi con quen nhau là trên game Audition á. Đi học về là tới giờ đó là vô chơi game. Nhắc tới cái game đó chắc có lẽ là phải hơn 7 năm. Dạ đúng rồi. Xong rồi cứ mỗi lần thấy online á là vô nhảy chung. Và lần sau khi mà hai đứa chỉ có hai đứa riêng thôi á, không có những thành viên khác trong pha mới bắt đầu mới nói chuyện. Chứ mà không có... đâu biết mặt nhau đâu. Dạ đúng rồi, không có biết mặt nhau. Đó là ách Yahoo. Ách Yahoo nhau ngoài, xong rồi đòi coi. Coi mặt nhau, coi như gửi hình thôi. Mà hình hồi đó chụp bằng mấy cái điện thoại cùi, đâu có nhìn rõ hay đâu mà đúng cứ... Cà mặt đúng không? Dạ, đúng rồi. Hồi đó cứ kiểu là ngước mặt xuống về xong mình ngửa lên cứ chận chận mắt á, gọi đầu hồi đó là cứ đầu sư tử. Cắt cứ xòm. Không có rõ mặt. Con có gửi hình dạ vậy? Có con hai đứa con cũng gửi cho nhau gửi coi nhau biết coi mà biết nó không có liên quan gì với ngoài chứ. Đến khi nào thì hai đứa lần đầu tiên giáp mặt ngoài đời á. Dạ lúc đó hỏi con là ngày hôm đó là đi học ở đâu, xong rồi cũng chỉ chỗ đó thì mới kêu là thôi để anh qua anh rước. Bình thường là nhà con khó nên là đưa rước đúng giờ đúng giấc. Ba rước rồi mà hôm đó nói xạo là để quá gian bạn về. Xong rồi tới đúng giờ cái con đi xuống. Chồng nói là hôm đó đi xe gì mặc áo gì mà hôm đó đúng cái hôm mà mưa lớn ơi lớn luôn. Chỉ thấy áo mưa rồi này kia nọ. Xong rồi biết cả chiếc đó, cái cứ leo lên chùm vậy cái chở về tới đầu hẻm, chạy vô. Coi như là cũng sơ sơ vậy đó nhưng mà cứ leo lên đó. Đúng rồi. Xong rồi cứ sao bây giờ cứ chồng nói gặp anh ấy chứ không gặp người khác á. Là em tiêu rồi. Rồi như vậy là cái ngày đầu tiên gặp mặt nhau ngoài đời là trong cái tình trạng là mưa gió bão bùng, trở ngại khó khăn. Vậy thì trong cái tình cảm của hai đứa lúc mà quen nhau như vậy thì có gặp khó khăn trở ngại gì không? Tại vì nhà con khó quá cho nên là nói nghe tới cái chuyện yêu đương cái là không cần biết cái đó là ai hay sao, cứ nghe tới thì cứ phản đối thôi. Nói là học chưa học xong mà yêu đương này nọ là không được. Cho nên là trong khoảng 5 năm thì chồng con mới nói là lúc đó là mới có danh phận. Có nghĩa là 5 năm yêu trong bóng tối. Dạ đúng rồi, chỉ là lén lút thôi. Rồi ba mẹ con khi mà nghe biết con có bạn trai gì thì phản ứng của ông bà sao? Hôm đó là chồng con chở con về, đi chơi chở về. Con vẫn nói là thôi để con hoài con đi vô. Cái hôm đó cửa cũng bực quá xong rồi nói con là chẳng lẽ để vậy hoài. Xong con nói vậy giờ anh dám vô nhà em không? Xong rồi chồng con nói là có gì đâu không dám. Vô thì vô thôi. Vô luôn. Tại vì em không cho vô thôi chứ trước giờ anh đâu phải anh không dám vô. Cái là chở thẳng vô nhà.
Xong rồi ba mẹ con đang ngồi đó, tự nhiên ba mẹ con đứng dậy hết, đi vô trong. Đi vô phòng trong. Xong cái con đi vô theo. Ba con ra nói, ủa mày tính làm gì vậy? Tính làm gì vậy? Xong rồi chồng con cũng ngồi đó, xong rồi ba mẹ con ra ngồi nói chuyện. Xong rồi lúc đó con như thế nào hả Long? Kiểu là mình cũng dạng là hồi hộp cũng căng thẳng lắm nhúng. Do con ngồi im một chỗ, ngồi im ru như này nè. Cái xong cứ ba mẹ vợ cứ hỏi cái gì á thì con trả lời cái đó thôi. Cứ hỏi gì hỏi trả lời đúng xong con ngồi im em đứng cứng ngắc luôn. Sao bữa đó là Long có thường xuyên tới nhà con? Dạ có, từ khoảng thời gian đó sau đó là ăn trực ở nhà con luôn. Là cứ chiều cứ chiều đi làm ra cái bắt đầu là chỉ thẳng nhà con, không bao giờ đi thẳng về nhà hết trơn á. Là biết là nhà ở bên đó cũng tự biết là rồi không về ăn cơm mà ăn trực là bên thôi đó. Rồi đó bây giờ không có cản được rồi, cứ kể đi. Rồi con làm cách nào để con thuyết phục được để mà xin cưới được cô này? Dạ con cũng không có xin cưới được nữa, là tụi con cũng chạy qua là khoảng thêm 3 năm nữa. Là cứ dạ cũng cứ vô ăn vậy ăn riết mà riết ba mẹ là cứ thấy con qua là hỏi ăn gì chưa, có vô ăn không để tao xuống là làm đồ cho mày ăn, có đói hay không vậy là cũng kệ quan tâm. Rồi bắt đầu qua cái giai đoạn mà xin cưới thì cũng phải là cứ thuyết phục đi thuyết phục lại, nói hoài nói riết thì kiểu là mưa dầm thấm từ từ á, cái thì cũng xuôi lòng, ba mẹ cũng xuôi lòng thì lúc đó thì mới chịu cho cưới. Lúc mà hai đứa mà yêu nhau như vậy á, là có được đi chơi xa hay là có được riêng tư gì không, hay là con chỉ có được một cái duy nhất là một cái đặc ân là con về con ăn trực thôi, chứ còn con không được một cái đặc ân đưa vợ con đi chơi xa hay là này cái nọ? 8 năm trời là không có luôn. Nếu mà nói mà tính ra đi chơi xa, lần đầu tiên của hai đứa là lúc hai đứa tụi con đi chụp hình cưới ngoài Đà Lạt á. Là mới đi là gần dạ. Xong rồi chính thức rồi đó. Xong rồi tới lúc đi ra ngoài đó cứ mỗi ngày cứ mẹ gọi điện, hai tụi bay đừng làm gì nha. Đi chụp hình thôi nha, đừng có làm cái gì nha. Trời ơi tội mẹ ghê, mẹ sợ á, đúng không? Nhưng mà chồng của con á có phải là tiếp đàn ông lãng mạn? Dạ không và tình không mà nói thẳng luôn, thẳng từng luôn. Cái ngày đó hôm 20 tháng 10, cứ còn đi đâu ai cũng hỏi này cho có chồng có tặng gì không, thì nó là chắc chợ làm gì có vụ tặng quà này nọ, quen rồi, trước giờ quen vậy rồi. Rồi sao mà hôm đó là chồng nói là hôm nay anh đi ăn với bạn, tối mới về, cái là buồn thiêu nguyên ngày luôn. Xong tối chuẩn bị đi ngủ tới nơi rồi, bắt đầu vô thấy cái bàn trang điểm, thấy cái giỏ hoa, mà cái giỏ hoa nó xấu kinh khủng luôn. Trên cái giỏ hoa đó là để một cái sợi dây chuyền chắc lửng vậy nè, cái là cái kiểu dắt lên cái đó nó cũng thấy ghét nữa, nói chung nó không có lãng mạn xíu nào. Hoa thì nó đã xấu rồi, chồng thì ngồi đó bấm máy tính hoặc này nọ, cũng không quay qua là biết con có đang thấy hay không, cũng không quan tâm, kiểu là thấy nó tặng đó này, đúng là cũng kiểu vậy đó. Nhưng mà cái cảm xúc con như thế nào lúc đó? Là từ buồn chuyển thành người nó lâng lâng thích vui chạy vui. Là hai đứa ở nhau được mấy năm ta? Dạ tụi con mới ở chắc được 10 tháng. Hơn 10 tháng. Rồi bây giờ tới đại hội dập mặt vui tật xấu ra con đó, con đang bầu bì đó, cho con cái quyền ưu tiên chồng con. Cái là tật xấu là mỗi lần mà kêu chồng con làm gì á là không bao giờ mà làm liền á, còn không mà cứ để đó, cứ phải nói hoài nói hoài, xong đâm ra nói con càm ràm, nói nhiều, lại cọc tính. Như là bình thường là hiền, ai cũng nói hiền mà hiền lắm, nhưng một khi mà có chuyện gì nọ mà vô mà thành con người khác luôn á, cọc lên hay diện cái là bỏ đi hoặc là không muốn nói chuyện, rồi là kêu tự né đi thôi à, chứ không có đụng chạm hoặc là cái gì vậy. Rồi, còn gì nữa không? Thích nuôi chó với mèo, thích nuôi nhưng mà không thích chăm sóc, nghĩa là cứ tha về vậy thôi đó. Nhớ hồi đó quen là nuôi một con Alaska với con Samoy, mà về với nó bự á, mà tới mỗi lần mà tới nó thay lông á là lông hết búi xô nhà. Lần nào mà con qua chơi á, con cũng nghe là nó sao không khuyên nó thôi đừng có nuôi, đừng nuôi đó phải không? Kể là mẹ chồng con hay nói là nó cứ làm khổ mẹ, nó cứ thai về không mà nó để mẹ chăm, không nó có chăm đâu. Chồng về là người thỉnh nó về, là người đem nó về nuôi, mà nó coi như người xa lạ. Ừ, nó đâu thèm mấy, nó đi theo cái người mà chăm nó thôi. Nhiều khi về tới nhà nó nhìn nó còn sủa nữa. Bây giờ em đem về mấy con tổng cộng rồi? Thì con đem về cũng dạng là đem nhiều, nhưng mà cũng đi cho đi hết. Hiện tại là chỉ còn nuôi hai con mèo với một con chó. Hiện tại là vậy là đủ rồi. Mỗi lần mà kêu đi mua cái gì đó là sợ lắm. Giống như lần đợt đó con kêu đi mua rau thơm thôi. Mua rau thơm gì để trộn gỏi, thì rau thơm ra chỉ là một xíu xíu, dài 3 ngàn thôi.
Tự nhiên đem về con quy một cái bịch rau chà bá luôn. Nhưng mà không hiểu sao mà đi mua rau thơm mà về nó con 120 ngàn. 120 ngàn. Trời ơi. Tại vì con biết sao, đi ra chợ quên không biết mua rau gì đó, mua hết luôn đi cho chắc ăn. Mà xong rồi con dở ra thì ở dưới là rau nó hư hết rồi. À, bị lừa, là, bị lừa. Là nghĩa là đi mua cái gì đó không có để ý hay không quan tâm, tâm cái đó là cái tâm. Gì luôn. Cái vậy sách về nhà. Là đi cho có lệ. Dạ, đúng rồi, sách về nhà xong rồi lại để đó, gọi là xong đó, xem nhiệm vụ là vậy thôi. Bây giờ đâu con thấy con bị đấu tố quá rồi, con kể coi vợ con tật xấu cái gì. Tật xấu dạ con là dạng kiểu là bê bối, xài đồ đâu là để đó luôn, giống như là tẩy trang tẩy đồ là trên bàn tẩy trang một đống vậy á, là khăn bông gì để một trang vậy á, xong vô nhà vệ sinh cái lavabo để mình rửa mặt á cứ một trang luôn. Mỗi lần là nếu mà con mà không dọn á là không có chịu dọn luôn, cứ để đó hoài, để hoài, để hoài luôn, mà tới lúc còn dọn gọn gàng xong đúng không, nhưng mà tầm qua ngày mai nó lại bề bộn ra vậy, y chang như cũ luôn. Rồi xong nhưng mà em cũng thu dọn đồ của anh mà. Xong còn hay chửi con lắm, nhưng không có làm gì á mà cứ chửi là bị thần kinh nè, hay là bị khùng, tôi điên quá vậy. Nói chung là con không làm gì á, ngồi chỗ trong lúc mà con bán hàng cho khách á, con làm chậm chậm thì cũng quay chửi, tay có bị tật không, làm chậm như vậy. Nó chửi nhiều lúc chửi không lý do gì để chửi đó. Mỗi lần nói vậy con cảm thấy bị tổn thương không? Hay là con thấy nó vui? Hay là vui? Biết con quen lùng trước. Mà mỗi lần con nói lại cái lại chửi còn có phải bò hay là người vậy? Bò hay người mà cứ nhai hoài vậy? Nó cứ vậy mà tính của mình chuyên gia nhai luôn, mà cứ nói con là vậy không à? Không là... nói lại người ta chứ không đâu có hiền đâu vậy? Không, mà con nhà là lên đây con biết nói cho nhà là con im ru. Được nói rồi tiếp tục. Nói chung con shopping online được không? Shopping thì nói chung mua đặt mà liên tục luôn. Nói chung là về mà cứ tầm tiếng 2 tiếng là nghe người ta shipper gọi, riết shipper mà nó quen luôn, kêu Thủy ơi ra nhận hàng này em, tự biết ra nhận hàng vậy đó. Tới hiện tại luôn là shipper vô thẳng nhà luôn, là đưa luôn chứ không còn gọi điện nữa rồi. Giờ người ta không gọi điện cho con. Người ta quá quen luôn rồi. Bây giờ con mong muốn vợ con thay đổi cái gì? Ít mua sắm lại đi, nói chung mua mấy thứ cần thiết thôi. Chứ mua nhiều quá cũng không xài tới nữa. Mới lại bớt xả đồ ra đi. Mình gọn gàng lên đúng không? Mình chịu dọn luôn đi thì nó gọn gàng. Con? Con là chỉ mong là chồng con làm cái gì đó, chuyện gì đó phải để tâm vô cái chuyện đó, chứ không phải là hành động thì làm mà trong suy nghĩ kiểu là nghĩ đâu hết trơn á. Phải để tâm vô đúng không? Đúng rồi. Bây giờ nè, cô chỉ hỏi một câu này thôi nè, hai đứa cái cuộc sống vợ chồng của hai đứa là ok không? Tụi con thấy vui không? Là vui không? Cô thấy thương hai đứa tụi con là biết thương sao không? Tụi con không có được tận hưởng cái tuổi thanh xuân của mình một cách trọn vẹn. Dạ. Có nghĩa là suốt 8 năm là hai đứa là biết nhau, yêu nhau và đi học, và chỉ có biết một cái không gian nó rất là hẹp. Rồi sau khi tụi con lấy nhau rồi thì 3 tháng là đã có em bé rồi. Thành ra là bây giờ có em bé xong rồi là tụi con còn phải nuôi dạy em bé này kia nọ. Em bé nó phải 3 tuổi thì may ra bắt đầu tụi con mới đầu được tung được tẩy mái, được mày bay kia nọ. Được. Đó là cô thương tụi con là thương cái đó thôi. Con phải nhớ lãng mạn với vợ con nghe chưa? Người phụ nữ ta cần cái đó đó. Thôi bây giờ trước khi kết thúc, chú muốn con thể hiện lời nói hoặc một hành động gì đó. Hết sức lãng mạn đúng không? Lãng mạn. Tôi không có nhìn thấy. Không nhìn luôn. Tôi cũng không nhìn luôn. Anh nói mình nhìn kỹ. Ừ. Qua mình coi lại chương trình thôi. Anh cũng muốn nói nè, anh rất là thương em với con rất là nhiều. Anh sẽ lo cho vợ và con đầy đủ. Sau khi còn lâu một chút thì anh sẽ trả lại tuổi thanh xuân cho em. Cho em của tuổi thanh xuân là được vui chơi, được không phải gò bó trong một gia đình nữa. Con nói gì với chồng con đi. Sắp tới là em chỉ mong anh đó là sắp tới là lo được cho con, lo lắng chăm sóc rồi nữa cho con sau này thôi. Hay quá. Là... ôm nhau cái coi nè, trời thương quá. Hay quá, hy vọng là hai vợ chồng sẽ hạnh phúc. Chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, chào con. Dạ. Mời hai con giới thiệu về mình. Dạ, con là tên là Trương Vinh, hiện tại là đang ở Thủ Đức. Con dạ. Làm nghề gì? Dạ, bình thường thì con kinh doanh sản xuất trà rồng nhỏ Kiền Tiểu Long. Dạ. Chú Thuận là đã từng đến gõ cửa thăm nhà chú Trương, chú Kim Tiểu Long rồi. Dạ. Đó, và chú bữa đó cũng con đã gặp thấy, chú mà. Chú cũng đã thấy là
cái gì trà rồng nhỏ rồi đó. Dạ. Và chú cháu mình đã gặp nhau. Đúng dạ. Không? Có nghĩa là con là cháu của chú Kim Tiểu Long hả? Dạ đúng rồi. À, nhưng mà trước đây là con có tham gia đi diễn hay đi hát giống như là cậu dạ, Kim Tiểu Long không? Con thì con có làm một hai cái MV ở trên với lại kêu cái MV ca nhạc ở trên YouTube này kia với hồi đó con cũng có học cô nhưng mà cô chắc không nhớ con đâu. Ủa con học khóa mấy? Con học K5. Ôi trời ơi K5 là lâu lắm rồi đó. Lâu lắm rồi. Ừ, sao? Con không? Học K5 là xong con học biết sao cô không nhớ con không? Sao? Con học giữ chừng nghỉ phải không? Con học 3 tháng hết tiền nghỉ. Anh Long nó qua Quốc Thảo đó. Rồi xong rồi qua bên sân khấu của bên thầy Quốc Thảo dạ. Đúng không đó? Dạ. Rồi giờ học còn học bên bển không? Dạ không, con nghỉ 3 tháng con hết tức tiền rồi. 3 tháng là từ chỗ của chị đã nghỉ rồi. Dạ. 3 tháng là con hết tiền rồi, con đâu có nghỉ rồi. Dạ. Con mới vô make up xương xương rồi. Rồi bây giờ công việc chính của con là ca sĩ đúng không? Dạ, kinh doanh. Kinh doanh luôn. Dạ. Thôi bây giờ lâu quá rồi mình có đi hát không vậy? Dạ, con chỉ làm MV trên YouTube thôi à. Thôi sẵn hôm nay đến với chương trình Vợ Chồng Son thì con có thể góp vui bằng một cái câu hát nào được không con? Hát giao lưu đi con. Dạ, thì để con thử coi sao. Hát thiệt luôn đi, khổ thử. Hát bài gì ta? Cái MV nào của con ở trên YouTube á mà con thích á, con hát đi. Con có cái bài bài đám cưới. Rồi. Dạ. Thì con chỉ hát một đoạn trong cái bài đám cưới thôi ha. Đúng rồi, bắt đầu. Dạ, nhưng mà lên đây gung quá mọi người thông cảm nha. Con đứng lên đi cho nó thoải mái, cho cột hơi nó ngon lành quá. Dạ. Này mình hát cái bài về đám cưới là đúng rồi đó. Hay lắm. Tập sau mà. Không có nhạc hát trai. Hát trai hả? Vấn đề gì đó. Bắt đầu. Dạ. Thiên hoa mình đi trên sông rộn ràng như là xuân sáng, đông vui họ hàng cô bác bao câu chúc dành cho đôi mình, giặt cô dâu trông thật xinh đi theo anh dê dính, anh nữa không thể lòng yêu em như lúa yêu đông. Hay quá. Nhưng mà hơi gung nghe không? Không có gì đâu. Anh tôi là cái thần thái thôi. Dạ. Rồi vậy là năm nay con nhiêu tuổi nè? Dạ năm nay là con 27 tuổi. 27 rồi. Dạ. Là sinh năm 96. 96. Trẻ quá, 27 tuổi. Rồi, mời con. Dạ, lời nói đầu tiên con xin được chào cô Hồng Vân. Con xin được chào chú Quốc Thuận. Em xin được chào tất cả khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Hàng Thị Hồng Lan. Năm nay con 33 tuổi. Con đến từ thành phố Thủ Đức. Dạ. Hai đứa ở Thủ Đức hết luôn. Dạ. Là chung thành phố với cô đó. Dạ. Ủa nhưng mà hai đứa còn ở chung với cậu Kim Tiểu Long không? Dạ con. Quên xin lỗi, hai đứa còn ở chung với cậu Kim Tiểu Long không? Dạ có. Rồi, đã vậy gặp là, nhau rồi. Ừ, nhưng dạ. Mà vậy là con làm gì? Con cũng làm giống chồng luôn. Dạ, thì hiện tại thì con vẫn còn làm bên quản lý cái app livestream. Dạ. Giỏi vậy? Dạ. Bây giờ thí dụ như chú muốn livestream. Dạ. Mà muốn cho tăng cái lượng tương tác lên. Dạ. Thì chú liên hệ con đúng không? Dạ, tại vì con thì làm bên mảng BeOnline và TikTok. À, vậy hả? Dạ. Rồi, thôi. Rồi bây giờ chắc có lẽ trong câu chuyện tình của hai bạn này rất là nhiều điều thú vị đây. Thú vị đó. Anh chồng 27, rồi cô vợ là 33. 33. Lớn đâu có nhiều đâu, có xíu à. Có xíu à. Đó, vậy thì cái mối tình mà chị em nó bắt đầu như thế nào? Lần đầu tiên các con gặp nhau ở đâu? Dạ lần đầu tiên thì con gặp ở bên gần nhà vợ con nè. Dạ. Cái này chắc để vợ kể trước thì nó đó. Hay hơn. cái lần mà gặp đó là vô tình là cái mùa đó là mùa dịch. Thì có một số anh em ca sĩ không có đi hát được. Thì mới đăng ký con làm trên cái app livestream đó. Thì vô tình có một cái chị ca sĩ đó chỉ làm cho con. Thì con mới đi vô trong xem chỉ like. Thì chỉ like chỉ lại là bạn của cậu Kim Tiểu Long. Đó thì đi chung với lại cậu để livestream. Thì khi mà chỉ livestream á thì con đi vô đó con coi cái idol của mình like như thế nào. Thì vô tình mới gặp cái anh này, ảnh cứ đưa cái đầu đưa lên đưa xuống thập thò. Con thì gắt mắt thấy không, con thấy người ta làm gì là con chọc cái mà là xuất hiện trong cái like của cái dạ. like của một cái idol, cái đầu đưa lên đưa xuống dạ đưa dạ xuống. Cứ thụp lên thụp xuống rồi lý la lý lắc thì ghét đúng không? Dạ thấy ghét lắm. Mà mình thường thì không có thích trai trẻ. Không có để ý tới cái vụ mà trai trẻ này. Thì cứ vô tình vậy, cứ chọc qua chọc lại vậy đó cô. Nhưng mà cái lúc đó là con nhìn thấy bạn lóc chóc này á. Dạ. Con có nghĩ là bạn nhỏ tuổi hơn mình không? Nhìn thì cũng biết là nhỏ, tại vì nhìn ở trong cái app live nó quá trẻ đi.
Thì đó, bạn đã nói là bạn không thích trai trẻ. Dạ. Nhưng mà làm sao qua được cái câu nói của ông bà mình, ghét của nào trời trao của nấy. Dạ, đúng rồi đó. Bây giờ mình xem có cái phần của này họ trao làm sao nè. Đó, còn con sao, con gặp bạn này cũng có ấn tượng gì bạn không? Dạ thì gặp á thì hai đứa cũng ngại lắm, không có dám nhìn nhau luôn. Xong rồi cái thôi giờ kể đi. Thì xong rồi cái sang ngày hôm sau á thì anh này ảnh mới gọi điện nhắn tin cho con, nhắn tin Facebook. Tại vì cái chị kia ra chị giới thiệu là anh này bạn này là cháu của Kim Tiểu Long nè, hai đứa kết bạn làm quen. Xong rồi nhắn tin cho anh này cũng nói như vậy. Thì cái chị đó là làm mai, giống như kiểu làm mai vậy đó cô. Xong rồi mới ra thì ngày hôm sau mấy anh này mấy con vô con bấm like, con coi lướt vô Facebook con sao thì thấy chụp hình cái con bấm like, con kêu trai đẹp. Thì nghĩ là mình trước chỉ chọc thôi mà. Có nghĩa là mình chỉ là người trước hiểu không? Nghĩ là mình chỉ chọc đùa thôi. Thì ra ngày hôm sau thì anh ấy mới gọi điện cho con hẹn gặp. Nhưng mà con không có thích gặp, tại vì con lo con làm không à, con không thích đi gặp ai hết trơn á. Rồi mình cũng like ở trên app thì nhiều khi ảo nó quen rồi mình không có dám đi rồi ra ngoài. Bây giờ lần đầu là gặp nhau, tiếp theo có thể là đi ăn uống hay là đi xem phim nữa, đó là lần dạ. Khi nào? Đó là sau ngày hôm đó luôn, sau ngày hôm đó luôn thì con không dám gặp. Nhưng mà cái gọi cái chị idol á, cái chị idol đó là hỏi hẹn đi đi ăn chè. Thì nó ok, nếu mà chị đi thì chị rủ luôn cái bạn đó đi đi. Tại vì có gì đi chung mà mình cũng sợ đỡ sợ bị lừa, bị gạt gì đó. Với lại mang cái mác là cháu của Kim Tiểu Long nữa thì chắc là không lừa gạt gì đâu. Nên thử gặp coi làm sao thì mới đi chung. Nhưng mà con á, con trai là con thích bạn liền à hay sao? Con nhìn bạn là con thích liền hay sao? Dạ giống như là gặp xong rồi là tự động cái mình thích sao đó, không biết trong trong lòng của mình rất là rạo rực. À là thích đó, là thích đó. Dạ đó, là xuyến xắn đó. Dạ, con ừ. Thì con nghĩ cái gì cũng là một cái duyên đó. Ừ. Là con không có khe cái vụ mà lớn tuổi hơn hay là nhỏ tuổi hơn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái lúc cái lần đó gặp là con xưng bằng gì? Cũng em. Em con nhắn tin con kêu em rồi. Ờ đó, đại đó. Tức là bạn này đã xác định từ đầu luôn rồi là cái đối tượng này mình cần phải tấn công đó. Với lại cái gu của con là phải lớn tuổi hơn. Đó, bên này không thích cái gu nhỏ tuổi, bên này thì thích cái gu lớn tuổi hơn. Rồi bây giờ lần đầu đi ăn đó là đi ăn gì? Dạ đi ăn ốc, ăn hải sản. Ăn mà ngồi gần vậy này không dám nhìn mặt nhau luôn. Rồi cũng không nói chung là run lắm, không có nhìn, không có gì hết trơn. Chỉ nói chuyện với cái chị idol đó thôi. Xong rồi cứ ăn vậy, ăn xong rồi đi về. Dạ. Cái qua ngày hôm sau, qua ngày hôm sau cái con đang đi tập gym ở phòng đó, cái cậu nhắn tin, nhắn tin cho con là ngủ đi uống cà phê, cái nó thôi vậy mình đi xe Honda đi hé để mình hóng gió, cái con mới chạy xe Honda vô, thì tại vì nhà con ở quận 9, thì nhà của vợ con thì bên Tuốt Bình Tân lận, thì mỗi đứa đi nửa đường, rồi xa lắm á, dạ, thì mỗi đứa đi nửa đường thì tới quận 5 là có quán cà phê Đà Lạt phố đó thì vô đó uống cà phê, rồi xong uống cà phê xong, cái đứa thì làm rớt cái ly, đứa thì làm rớt cái muỗng, gung, không biết sao gung mà nói cho con đâu có vụ mà gặp gái mà gung dữ vậy. Mà mới nói sao kỳ vậy ta. Cái hồi cái ăn uống xong rồi cái đền cho người ta cái ly với cái đền cho người ta hết cái ly nữa. Rồi xong rồi cái chở bỏ cổ đó, xong cái con chạy ra Nguyễn Trãi, con mua thêm cái nón bảo hiểm 40.000. Là tốn thêm 40.000 tiền cái nón bảo hiểm nữa. Rồi con chở cổ qua bên ngay chỗ hầm Thủ Thiêm. Mà mới lúc đó mới có 8:30 à. Nói chở vừa qua tới hầm cái cầu quận 2 á, bắt ngang á, là nó chết em ơi. Hỏi anh sao vậy anh? Bây giờ hầm nó đóng cửa rồi, giờ mình qua không có được nữa. Giờ hầm nó đóng cửa mình qua không có được nữa. Bây giờ mình không có đường về, bây giờ chỉ có nước mình cũng khách sạn thôi chứ mình không có làm gì được hết. Giờ làm sao về, cổ cũng lo, cổ đâu biết đâu, đó giờ cổ trong nhà không mà cổ ít ra ngoài đường lắm, cổ không biết là hầm đóng cửa giờ nào. Cái hồi cũng nói chết cha, mình nói vậy rồi ở đây vòng vòng đây mình đâu có biết khách sạn nào mình vô. Cái chạy qua bên cái mình biết cái khu Trung Sơn khách sạn nhiều lắm. Cái mình chạy ngược qua hầm, ủa anh ơi sao lại cái hầm chạy qua được rồi. Thì chắc nãy giờ chắc bữa nay nó đóng cửa hơi trễ. Bữa nay là nó đóng cửa hơi trễ. Cái cổ cung tin cái chạy qua bển, cái vòng vòng qua bển, ủa sao cái khu này sao nãy giờ em thấy toàn là khách sạn không nha anh. Tại vì bản nào nó cũng để khách sạn hết trơn á. Cái kêu vô á, thôi không vô đâu. Cái kêu hoài cũng không vô. Cái dụ con thôi giờ mình về nhà. Về nhà em đi. Không đi khách sạn tại ngại. Không phải, cô biết sáng con mới biết cái lý do là cô sợ cô xấu không có đồ make up buổi sáng. Cậu không muốn ai nhìn cô xấu trong cái lúc buổi sáng hết. Về nhà cô. Dạ, về nhà xong cái bắt đầu cái vụ con.
về nhà xong rồi cái bắt đầu tính dụ con đó là đưa về nhà xong rồi ly lên lợi lên nhà luôn. Mà lúc đó con diễn dữ lắm, con diễn nét mặt rất là tội nghiệp để cho cổ thương hại đó. Rồi xong cái thấy sao thấy tội nghiệp cái nó anh ở đây đợi em đi, lên chở anh dọn nhà cho anh dọn chó dọn đồ gì ui tùm lum ở trên đó. Rồi xong rồi cái mắt con đợi nửa tiếng đồng hồ dưới này thôi, cũng gán đợi vì gái mà cũng gán đợi đêm, coi như là đêm nay là chắc chắn là mình có lời rồi, đúng ngon rồi mình ngon rồi không sao rồi, đợi xíu cũng không sao. Rồi cái lên nhà cái kể đi trời tới chuyện tới khúc nóng bỏng đó đâu có nhường cho vợ kể để chụp kể đi kể đi thì cái lúc đó là nói chung là không có ý định là sẽ quen cái anh này. Rồi rủ mình đi khách sạn, mình lo quá không biết sao đây, không biết, nói chung là mình cũng hồi hộp lo, chưa tìm hiểu chưa gì hết trơn mà đi như vậy rồi không biết có sao không, rồi suy nghĩ cũng đắn đo, mình tính lừa thôi, đi về nhà là để mình chuồn về cái khu vực cái ổ của mình, xong rồi cho người ta đi về thì mình mới nói là đi về khách sạn bên gần nhà em đi, thì mới trở về bển xong rồi về tới chung cư. Rồi cái bước xuống xe cái anh hỏi thiệt á hả, về thiệt á hả, thì lúc đó tự nhiên mình nhìn cái mặt rất là tội nghiệp, diễn quá diễn luôn, cái mặt diễn quá diễn. Học làm 3 tháng mà làm học cô 3 tháng mà là mình không biết sao tự nhiên không biết sao thấy thương. Dạ xong rồi kêu vậy thôi đứng ở dưới này chờ em xíu, mình mới chạy lên chển, tại vì nhà họ không có ai hết, có nuôi chó rồi đó, thì mới dẹp dọn rồi này kia xong rồi xuống chạy xuống dưới rước lên. Rồi đó đêm đó là đêm định mệnh. Dạ. Rồi sáng hôm sau con làm sao? Nửa cái đêm không có, nửa đêm có ngồi, có nằm, có khóc. Có nói, ủa sao khóc trời? Mình thì mình lạ chỗ mình ngủ không được. Cái tính ngộ đó, lạ chỗ ngủ không được, cái bắt đầu lấy chân lấy đồ đá vô giường cớp vậy đó, cái cổ tưởng là rồi ăn quá xong rồi hiểu không? Là dạng như là chuẩn bị cái chuồn. Qua ngày hôm sau là chuẩn bị là xong rồi đó, là nằm tự nhiên khóc, hít. Hỏi làm gì khóc, nó sợ bỏ. Sau này sau kia bả thì sống tình cảm rồi sao rồi lúc đó con nói thì sao, nó trời ơi có đâu mà kia nọ gì đó an ủi cổ đi cho cô dịu xuống cái không. Ở lúc rồi... đó là lo lắm, lo rồi sợ nữa, rồi về sáng rồi không biết sao đây, rồi cái cuối cùng cái mình nghĩ là thôi coi như đây là một cái hạnh phúc mà mình lựa chọn thì mình hãy tin vào điều đó đi, và coi như là đánh cược xem nó như thế nào, mình cứ tin tưởng đi, hạnh phúc là có thì. Rồi cuối cùng là hai đứa chấp nhận là quen nhau. Và sau đó mấy ngày sau thì rất là 12 giờ đêm em con live stream rồi đó. Là 12 giờ đêm rồi là đi hát với cậu Kim Tiểu Long về. Xong rồi là mua bịch hủ tiếu xách toàn ten từ ở bên quận 9 chạy qua tới bên con cho con ăn đó. Rồi ngày lúc nào đó con cũng rất là hạnh phúc. Dạ đúng rồi, thấy rằng là mình lựa chọn đúng. Nói chung là hai tình yêu hai này vô đúng chủ đề chương trình mình luôn. Dạ. Đúng chủ đề của lớp luôn đó. Đó, tình yêu là lựa chọn. Dạ. Đó rồi lựa chọn rồi đó là sẽ thấy có hạnh phúc đúng không? Dạ. Mình cứ tin vào điều đó thì phép màu nó cũng sẽ đến. Mặc dù là cũng có hơi lo. Tại vì nói với tụi con á là hạnh phúc á là để lựa chọn. Dạ. Rồi. Có nghĩa là lần đầu là uống cà phê rồi đi ăn ốc. Dạ. Xong lần thứ hai là uống cà phê. Là đi qua nóc hầm xong mà đi về đúng nhà rồi đó, luôn về đó. Nhà luôn đó là chỉ có hai lần thôi. Vậy đó giống như một cái tình yêu sét đánh mà nhiều người không biết đó là nhưng nó... mà chuyện xảy ra cách đây mấy năm rồi con? Dạ khoảng mới năm 2020 rồi cô, là cách đây 2 năm. Dạ. Do dạ. Mùa dịch đó phải dạ. Không dạ đúng rồi, trước dịch 2 năm. Dạ, rồi sau rồi. Đó bao lâu thì tụi con làm đám cưới? Dạ lúc đó là tụi con quen là vào tháng 5 của năm 2020. Xong rồi tới tháng 11 á, của năm 2021 thì tụi con mới kết hôn. Vừa hết dịch cái đúng không? Dạ đúng không? Kết hôn để... Và trong cái khoảng thời gian mà các con quen nhau đó thì là cái tình cảm nó có xích mích không? Nó có chia tay chia chân gì không? Hay là nó trơn tru bằng phẳng? Có giống như là có một đợt đó là có bầu, nhưng mà không biết là có bầu tại vì cái tính tình tự nhiên thay đổi đột ngột á cô. Rồi xong rồi cái đụng cái làm trận làm thượng cái bắt đầu xách đồ bỏ nhà đi ví dụ vậy. Rồi cũng xách đồ bỏ nhà đi, mở cửa cho ra đi xong rồi cái đi ra ngoài kia thôi, đi ăn trước ăn chè rồi đi về làm như phụ nữ mà có bầu hay là mang thai bắt đầu thay đổi tính tình đúng rồi. Dạ. Nhưng mà chỉ có lần đó thôi đúng không? Dạ với còn một lần nữa
là một lần nữa là lúc đó là sinh nhật năm đầu tiên của chồng con, thì con mới tổ chức ở một cái quán lớp nhỏ để gia đình anh em rồi tới chơi. Thì hôm đó là tới chơi thì một cái bạn nữ của anh này mới mời tới để làm mai cho một cái anh khác. Nhưng mà không biết sao tới rồi, biết tiệc sinh nhật, biết có chồng có vợ rồi, tại vì bó bông cũng để ông xã rồi này kia. Mà cái bạn nữ đó thì lại chăm sóc chồng mình trong khi mình ngồi đó kế bên dặm mồ hôi rồi lau rồi các kiểu. Trời ơi nó sôi sục nó nóng lên mà cái tanh tôi rất là... ta dặm mồ hôi mình lấy ra. Ủa? Thì mình phải có một cái cách xử lý nào đó, tại vì người ta nói là phải để cho những người khác là phải ghen với vợ mình chứ đừng để vợ mình phải ghen lại, đúng không cô? Con xử lý thì sao? Thì lúc đó con rất là bực luôn á, nhưng mà con thử ngồi im coi chồng con làm cái gì, nhưng mà cứ để im cho cái cô đó rồi chụp hình tự sướng rồi chậm mồ hôi rồi vậy đó. Con bực quá con mới ngồi con làm lẫy kiểu giống như là vẫn im lặng, quay qua chỗ khác mời người này uống mời người kia uống mà chơi ăn vậy thôi. Rồi hồi lúc đó đã lấy nhau chưa? Dạ, lúc đó chưa. Ai đó đang yêu? Dạ lúc đó là đang quen rồi, chỉ có một lần kịch liệt đó thôi. Chứ lại lần rồi sau đó có giận không? Về thì cứ láp giáp rồi cứ nói vậy á, là chỉ muốn là chồng phải có cái cách cư xử tốt hơn, là dù sau này đối với những người khác nữa đó là chồng phải xử lý cho nó tốt thôi, chứ không phải là mình ghen bậy ghen bạ. Vậy không có là... đó là ghen đúng chứ đâu ghen bậy đâu. Trong trường hợp đó gặp cô cũng ghen đúng không cô? Nhưng mà con có chịu đựng như con đâu, việc gì cũng giải quyết. Nếu chồng con không giải quyết được thì con phải là người giải quyết. Ủa chứ sao nữa em? Nhưng mà đông quá rồi. Nhưng mà đông đúng, đúng rồi, đúng con cũng không biết sao. Mình cũng ngại sợ chồng thấy mặt không. Em đâu có, trời ơi, đâu có phải tự nhiên vô cái này cô phải chỉ con là mắng chứ. Người ta không có thể hiện đúng không? Không có thể hiện luôn. Chứ sao nói giờ? Là, chỉ cần nói, bây giờ như đang lau chùi mặt mũi đúng không? Thì chỉ cần cầm nhẹ cái đó thì nói là xin lỗi bạn. Đây là bạn trai của tôi. Đó. Đúng không? Anh ấy là bạn trai của tôi. Tại vì nếu như không có tôi thì bạn làm thế này thì có thể được, có thể chấp nhận được, và thậm chí là tôi còn cảm ơn bạn nữa. Nhưng có tôi ở đây, bạn có thấy bạn làm vậy là kỳ không? Đúng không? Ví dụ như ảnh là người yêu tại của bạn. Tại lúc đó nóng quá. Ví dụ như nếu mà ảnh là người yêu của bạn đi mà giờ tôi làm y vậy, bạn chịu được không? Đó. Anh xin lỗi bạn, vậy thôi, rất là đàng hoàng. Thì tự động khi con xử sự vậy anh này về anh sẽ rút kinh nghiệm. Dạ. Sao mà mình có thể nhu nhược tới cái mức mà mình không xử lý được mà để vợ mình nó phải làm điều đó thay mình đó. Đúng không? Dạ. Một mũi tên bắn. Đó. Thấy chưa? Thấy anh cố tình anh hỏi đi chị Vân. Đưa ra một cái kinh nghiệm nó không chỉ ra cho hai vợ chồng con mà tất cả quý vị khán giả khi xem chương trình cũng lấy đó là một bài học kinh nghiệm để chúng ta xử lý tình huống. Mà rất là lịch sự thôi, mình đâu có việc gì phải ăn to nói lớn đâu đúng không? Không có tôi thì bạn làm gì tôi rất cảm ơn bạn, nhưng mà có tôi rồi thì bạn làm như vậy tôi thấy nó hơi kỳ. Rồi và coi như là các con là sinh em bé xong mới đám cưới hay là đám cưới rồi mới sinh em bé? Tụi con á thì con chỉ mới đăng ký kết hôn thôi, nhưng mà xong sau này á, tại vì tụi con đang mua nhà mua cửa xong rồi cái nhà cửa tươm tất hết mọi thứ rồi bắt đầu con sẽ tổ chức đám cưới sau. Mới đăng ký kết hôn thôi. Đăng ký kết hôn. Mà bây giờ là em bé bữa là chú bồng phải không? Dạ đúng rồi. Năm nay bạn mấy tuổi rồi? Dạ vừa trong 1 tuổi luôn ạ. Vừa thôi nói xong. Gái dạ con trai. Giống chắc lắm. Giống ba. Dạ. Con trai chắc giống ba rồi. Y đúc luôn. Y đúc luôn. Rồi bây giờ qua cái phần kia đi. Đó, cái phần, cái phần mà sau khi mà lấy nhau rồi đó. Khoan. Đen. Rồi, đợi xíu nữa coi. Không có gì mà. Tự nhiên nó đeo lên. Đeo lên thay cho mấy cưng ơi. Sao vậy? Rồi, mấy đứa đợi xíu. Dạ. Này chị, đây nè. Nó rớt cái phim thôi. Ờ. Không dám cười nhiều. Cười nhiều quá không? Uống nước đi, lấy nước cho bé uống nè mấy đứa ơi. Con ơi, con nói bà Đào Quyền Trân, bà đưa cho cô cái điện thoại đi, cô đang cần tin tức á. Bà Trọng mới nấu cơm đúng không? Để gửi cho cô cồ cho bà dịch nè. Rung. Rung hả? Trường cô là không có khóa 5 đó. Dạ đúng rồi. Nguyên cái khóa 5 con á thầy giải tán hết trơn. Hốt qua bển, đâu có thảo hốt qua bển. Này. Đã vừa xong rồi, vừa cái sân khấu đó xong rồi thấy mấy bạn con đi hết trơn. Ờ đó. Mon này kia nó đi hết. Đó, thầy Thảo hốt qua bển. Thầy Thảo thầy Minh chia. Không, thầy Thảo thôi chứ không có thầy Minh. Thầy Minh là sao nữa? Có thầy Thảo làm trước xong rồi qua mới qua thầy Minh. Là con vừa nghỉ xong là tự động gom qua thầy Thảo, gom qua thầy Thảo hết á. Là cái khóa chung với khóa năm đó khóa năm phúc đổ phải không k 5 dạ phúc thanh rồi dạ
đó tôi yêu bên đó mà. Xong ông Thảo là tới ông Minh đó. Ông Minh là coi như là chia của 50 theo cha, 50 ở lại với mẹ đó. Còn chung anh nó đang quay cho em nè, dễ thương đó. Anh cho em đi xem. Mà giờ nó đang học chuyên khoa đúng không? Phải cho nó chuyên sâu. Mém té cho nó học chuyên sâu. Dầm nó ra, em nói á, đó mà. Tụi em bây giờ là những người sẽ tự đưa các em nổi tiếng. Nếu mà thay vì mình chờ người ta cho một cơ hội, mình phải tự là cái người đưa mình. Giờ quá vậy. Các em phải gom lại với nhau, thay vì ngồi để nói chuyện làm xàm bá láp. Ngồi lại với nhau, bữa nào chị nói với tụi nó. Ngồi lại với nhau, suy nghĩ tìm tìm gì có thể ít xem. Được úp lên cơ của cô sẵn sàng chức mục. Chị tạo cái mục đó, cái thư mục đó dân. Chị biết rồi. Chụp hình. Chụp hình. Chụp hình với cô. Tranh thủ, tranh thủ. Cô ơi. Ôi trời ơi. Nguyên chi cho cực tiếng rồi. Ok đứng lên. Rồi. Rồi nó áp quá ha. Cũng không áp gì đâu mấy. Áp quá. Mặc đồ đen rồi mà tôi cũng bề thế. Xong, vô. Được chưa? Chút chụp tiếp. Nước nè bé nhỏ. Ủa chị thấy cái đó quay rồi. Trời mà Thảo nằm xuống lại yêu trước khi cưới đó đúng không? Chị thấy cái đó quay rồi mà. Anh nghe tôi ơi. Nói cầm giùm cô đi nhé. Anh nghe. Ừ. Mấy giờ không được, đi sớm đi tôi ơi. Ừ. 7 giờ, 8 giờ vậy đi. Nha. Đừng có đi trễ quá, biết sao không? Tại vì á, đi lên sớm chứ còn đi chốt nữa. Đi chốt mấy cái địa điểm nữa. Nha. Chiều này nọ rồi lên tối hù không có chốt được gì hết trơn. Ừ, 8 giờ ở nhà mình nha. Rồi, ok. Anh Quang, rồi nhắn anh địa chỉ anh Quang Minh đâu, anh Quang đón, rồi không kêu Quang Minh. Qua bên anh nghe tính, nha. Bây giờ ở ghế rồi. Anh Minh ở đường nào vậy? Con ngồi, rồi, con ngồi thẳng okay. Nó đó, thì nó mới không té. Đó, cái ghế này nó lạ lùng lắm. Mếp té. Rồi lẹ nào. Bữa nay một số chúng ta chỉ quay được có nửa tiếng thôi. Không được nhiều. Dạ. Trên kia quy định rồi. Một cặp vợ chồng chỉ được trò chuyện nửa tiếng. Hết 5 phút rồi đó. Bắt đầu nè. 2, 3. Rồi, bây giờ. Ông mới đứng hình luôn. Phải biết kêu mà đem xuống cho cậu một hộp trà. Để anh gửi qua. Trà là trà nhiều. Mà lấy cho cậu á, cậu hết trơn luôn đó. Dạ. Trà cậu hết trơn luôn. Trà rồng nhỏ. Trời uống vô. Quá uống vô. Uống vô nó khỏe lắm nha. Đi toilet đã lắm. Đúng rồi, nó lọc. Tại vì lắm. Nó lọc thận nè, lọc gan, lọc ê, máu. Ê chị, con gửi cho cậu nè, con gửi cho cậu mấy hộp. Để con gửi cho mẹ dân mấy hộp. Dạ, để họ lấy số con gửi con tặng cho. Ok con. Dạ. Vậy đó hả con? Nó giúp cho mình đi làm về mình uống vô một cái mình ngủ rất là ngon nè, rất là khỏe nè. Ngủ ngon chứ mới mất ngủ hả? Dạ. Chứ cô là con uống được cái trà mà trà quậu trà gì đó. Được không? Cái uống rất mát, ngon thơm. Cái nó thơm á. Con thơm. Bữa em dễ uống hết trời. Đẹp da, dễ uống. Đẹp da. Đẹp da giảm stress. Rồi, ok. Mày làm qua Tết luôn. Dạ. Rồi bây giờ sau một thời gian về ở chung với nhau, đó là thành chồng thành vợ với nhau. Vì gì có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Hay là không có cái tật nào hết? Dễ gì? Có những cặp mà nghe lên là phải nói là phải dạch lá tìm sâu dữ lắm mới có tật xấu đó. Hỏi này có không? Làm gì có. Dễ gì? Dạ, đứa nào vui trước đi. Con nói trước đi con. Con nói trước đi. Gì mà chết này tao à? Gì kỳ vậy? Tại vì cái tật xấu này nó lạ lùng lắm. Vậy hả? Nó kỳ lắm. Nói đi. Dạ là có cái tật này. Lúc nào, ở mọi lúc, mọi nơi hay là bất cứ lúc nào cũng làm được hết trơn á. Sao? Thả bơm phải không? Dạ. Trời ơi, cái thả bom này trăm ông chồng đi chăng đâu. Có gì đâu mà không nói. Đúng rồi. Còn dạ, nhưng mà đó là gọi là cái tật xấu nhất của ảnh ở nhà rồi. Có nghĩa là ổng nhiều lần trong ngày không? Dạ, có khi không biết cái bụng bị cái gì mà nó làm liên tục luôn. Làm mà gọi như là sấm sét gì đó là không 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 có tiếng động.
Dạ có tiếng động mới chết chứ. Còn cái kia thì mình nhiều khi họ không nghe thì không biết. Nhưng mà cái này có tiếng động mà làm gì đâu mà. Trời ơi con nói cô là xuyên suốt luôn. Rồi có khi một đêm ha, không biết cái bụng bị cái gì mà làm một phát từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ đêm. Trời mà ơi. Con ngủ không được. Ông bắn hoài vậy. Mà có cái tật á mà mỗi lần làm xong là lấy giả bộ lại hôn con, thương con dữ lắm, xong lấy cái mền chùm lại. Con bụp 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 bụp. Đúng mình của tất cả những cái ông chồng. Cái chồng đánh mắt á. Tại vì mình thấy người ta cười, mình tính đâu người ta vui. Trời biết không? Đúng không? Mình nuôi làm chip. Nó càng chửi càng mình càng khoái, khoái càng khoái trời ơi càng tại con chủ đích của cười. Mình thì là mình chọc để cho người ta chửi, chọc để cho người ta phản ứng, mà người ta không phản ứng thì còn gì đâu sướng. Trời ơi xong rồi là làm riết mà con đá một phát là văng cửa, mà phải chi văng ra ngoài cửa rồi không nói, văng ra cửa xong mở cửa phòng kế bên văng vô trong á, xì hơi tiếp cho thằng em với bà vú ở bển, xong đóng cửa lại cho người ta hửi rồi chạy ra quậy gì đó, quậy tới 1-2 giờ đêm gì đó. Trời ơi nhưng mà thường những đứa như vậy nó không có mập được á Biên. Thiệt nó ra hết có bao nhiêu nó không có phì ra được á, bao nhiêu hơi những cái hơi mà không có ngờ ngờ người ta nói là ông bà hồi xưa người ta nói là cái đó là của trời cho mà. Ôi trời đó thì như vậy là mình... chồng con chỉ có cái tật xấu là như vậy là thôi. ruột tốt tiêu hóa nhanh với không biết con, tại vì con làm thấy cổ cười hoài con tính đâu cổ thích, con đâu biết đâu nên con làm tiếp. Vậy thôi đó hả? Những cái đó chỉ có xấu là giống như là nhây lầy thôi. Cái đó gọi là lầy vui thôi. Chứ còn ngoài ra thì chồng con phải nói chăm ra là con nấu ăn ok tất cả hết. Chăm con. Dạ nấu chăm ăn. Con nói chung là có bừa bộn không? Dạ không, được cái là chồng con rất là sạch. Và cũng như con vậy đó, hai vợ chồng là nói chung là không có phân biệt là vợ phải làm hay chồng phải làm, không có phân biệt gì hết. Chồng gặp cái gì là chồng tự dọn cái đó. Giúp vợ luôn, nhiều khi là giúp hết rồi luôn chứ không vợ phải ơi sao tối ngày cứ vậy rồi để chồng dọn không có. Hai vợ chồng rồi, là cứ rồi còn hết. Trăng hoa không? Dạ trăng hoa thì từ lúc mà quen cho tới giờ thì hầu như là không có, với lại thường là chồng ở đâu vợ ở đó. Hay nên là không có cơ hội để trăng hoa. Dạ có nghĩa là chưa có cơ hội. Đi đâu là sát bên đích thế đó. Nói như Sam vậy. Dạ có. Ôi vậy là cũng mỹ mãn. Ủa sao con thứ à? Có một loại thì có một thì thôi cũng có một tật xấu là lầy đó, nhây đó. Chắc nhây. Là chỉ mong muốn ở có mong muốn ông thay đổi, ông bớt, ông bớt tha bơm không? Giờ thôi cái đó cũng chồng... vui mà cái đó cũng thật ra vậy thì con cái có đó mong là... chồng con thay đổi gì không? Dạ thì nói chung là để cho là hoàn thiện hơn. Hoàn thiện hơn thì đối với con á thì chồng con là con không có những cái gọi là những cái lời hứa màu mè hay là những cái món quà trị giá gì đó, nên là con chỉ có những cái lời cảm ơn chân thành đến chồng con, thật sự là lời cảm ơn chân thành, bởi vì chồng đã biết thấu hiểu, chia sẻ, tin tưởng và đặc biệt đó là sự bao dung vợ ở tất cả những cái lúc mà bướng bỉnh hay là tất cả những cái vấn đề gì đó là chồng con đều giải quyết được hết và đều thấu hiểu được hết, đặt mình vào vị trí của con để thấu đó, hiểu. Đó là mong muốn thay đổi à? Dạ không. Đó con không mong muốn, có nghĩa là con không là mong y muốn. Vậy đúng tại không? Vì đó là những cái lời mà chồng con là một gọi là một người hoàn hảo đối với con rồi. Cô hiểu rồi. Dạ. Ý là giờ con muốn chồng con y chang vậy đó, đừng không cần phải thay đổi cái gì hết đúng không? Dạ. Đó chồng con kia cứ đi. Để cho vui nhà vui cửa phải không? Dạ, cái kia anh đừng nghe anh đã đó, đã trời ơi. Rồi chút nữa đi, đó là những cái lời mà vợ con dành cho con. Dạ. Ngoài cái việc là sự mong muốn, vợ con còn có một cái sự chia sẻ về cái trong cái suy nghĩ của vợ con về con. Dạ. Chút tới con nó nghe. Tới rồi chứ chút gì nữa. Tới luôn nè. Đó, tới luôn đi. Bây giờ trước hết là kể về thật xấu của cổ đi. Thì vợ con á thì nói chung là cũng có cái tật xấu nó ngộ nghĩnh lắm. Thì sao? Ngủ gác tới cổ họng con vậy đó. Mà phải gác mới được. Đẩy ra gọi thì cũng gác lên tới đây nè. Mà không có con thì ngủ không được. Ghiền gác cổ họng. Ghiền gác cổ họng hay sao? Bữa không có bữa chỗ nào khác chỉ có gác cổ họng. Gác lên tới cái cổ á, có nghĩa là gác tới mức độ đó đó. Ê chị có khi nào bả ghiền cái mùi chân quá không? Tại vì muốn gác như vậy á thì là cái đầu phải nằm ở dưới chân. Có nghĩa là nằm lúc ở trên ngang rồi gác. Không, tại vì không phải, tại vì là nói thật ra là có chồng nằm kế bên cạnh nó rất là thoải mái, giống như là sau một ngày gì đó